Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tiêu điểm đầu tư hàng tuần phát sóng vào thứ ba và thứ tư. Ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta nhận thấy rằng là thị trường đang giảm rất là sâu. Tuy vậy thì theo quan điểm của Tuấn rằng là chúng ta tranh thủ những đợt nhịp giảm này, chúng ta sẽ tích lũy thêm những cổ phiếu, và đương nhiên thì chúng ta sẽ chọn cái điểm mua làm sao cho nó phù hợp nhất. Không phải có nghĩa rằng là thông thường thì giá cổ phiếu cứ giảm khoảng 10% từ mức đỉnh, tức là những cổ phiếu tốt ấy, theo kinh nghiệm của Tuấn là giá cổ phiếu cứ giảm khoảng 10% đến 15% từ mức đỉnh là cơ hội rất tuyệt vời để mua thêm. Trong cái điều kiện như thế thì Tiêu điểm đầu tư sẽ luôn luôn cung cấp đến quý vị những cổ phiếu mà có cái tăng trưởng dài hạn rất là tốt và có những cái lợi thế cạnh tranh tốt, và sau đó thì trong cái chương trình này cũng sẽ cung cấp đến quý vị một cái điểm mua hợp lý để có thể giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn. Trong ngay buổi ngày hôm nay thì chúng ta đến một cái cổ phiếu mà tôi nghĩ khá là hấp dẫn, chính là cổ phiếu PNJ, và cái tên của nó là tên về cổ phiếu vàng. Nó vừa có nghĩa rằng là công ty này làm trong ngành vàng và vừa có nghĩa là một công ty khá là hấp dẫn trong dài hạn. Rồi, thì trước mắt thì trước hết thì Tuấn cũng xin nhắc lại là chúng ta có hai group mà quý vị có thể tham gia vào đây. Một là group về đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững. Quý vị có thể pause cái clip này và sẽ quét cái mã QR code ở phía trên. Và đồng thời là một cái nhóm cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade dành cho quý vị có nhu cầu mua con gì bán con gì trong theo ngày. Và nếu quý vị có muốn tham gia về hàng khoa học chứng khoán thì quý vị quét cái mã QR phía bên phải. Ok. Thì PNJ họ có gì? Tuấn có vẽ một cái hình ở đây, đó chính là một cái tòa lâu đài mà nó có một cái hào xung quanh, và cái hào này ngăn chặn những cái người kẻ địch xâm phạm vào. Đồng thời PNJ quý vị nhìn ở phía bên xa xa nó có thêm một cái xe cần cẩu, và cái xe cần cẩu này phục vụ mục đích là đào thêm cái hào ngày càng rộng lên đó. Thì PNJ là một công ty mà đáp ứng được cả hai cái điều, tức là một là họ có cái hào cạnh tranh khá là mạnh, và thứ hai là họ cũng đang có một vài văn hóa để làm sâu làm rộng thêm cái hào đó theo thời gian. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là PNJ đã và đang làm gì, họ đang có lợi thế cạnh tranh gì để cho cái hào cạnh tranh của họ ngày càng rộng ra. Thì thứ nhất đó là họ có thương hiệu rất là mạnh. Thứ hai là năng lực sản xuất của họ cũng khá là tốt. Thứ ba nữa là rào cản gia nhập ngành của họ là rào cản gia nhập ngành chính sách. Đó, thì tí nữa Tuấn sẽ nói chi tiết hơn phần sau. Rồi, họ có một cái hệ thống phát triển rộng khắp, và đặc biệt là họ có cái tập khách hàng rất là trung thành. Tập khách hàng trung thành thì tí nữa Tuấn sẽ nói chi tiết hơn. Nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng là một số các công ty mà họ sẽ phải tìm khách hàng mới liên tục. Giả sử như quý vị mà làm một sale bảo hiểm chẳng hạn, bán bảo hiểm chẳng hạn, thì quý vị sẽ tìm khách hàng mới liên tục. Nhưng mà có những ngành ví dụ như là bán nữ trang này chẳng hạn, hay là những hàng tiêu dùng hàng ngày như những thực phẩm mà hàng ngày phải ăn chẳng hạn, thì họ sẽ không phải đi tìm khách hàng mới, mà họ chỉ cần tập trung phục vụ khách hàng cũ thì đã lợi nhuận họ đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Thì PNJ là một cái công ty có cơ hội như vậy. Rồi, thứ nhất thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về PNJ họ những mảng kinh doanh gì. Thì đây là một cái biểu đồ mà mô tả cái cơ cấu lợi nhuận gộp của PNJ, trong đó phần mà trang sức bán lẻ của PNJ là chiếm cái tỷ lệ rất là cao trong cơ cấu tổng lợi nhuận của họ. Đó. Đương nhiên thì họ có những cái mảng khác như là mảng vàng miếng chẳng hạn, nhưng mà mảng vàng miếng thì cái biên lợi nhuận của họ rất là thấp. Đó. Rồi, thì thứ nhất cái lợi thế thứ nhất của họ chính là lợi thế về năng lực sản xuất. Họ có hơn 1.000 thợ kim hoàn, và nghệ nhân vàng thì họ đâu đó theo một số báo cáo không chính thức thì họ đâu đó chiếm được 70% lượng nghệ nhân vàng tại Việt Nam. Và khi đất nước chúng ta bắt đầu đổi mới thì lúc đó là chị Dung chủ tịch đã quyết tâm xây dựng và phát triển cái đội ngũ nghệ nhân vàng ngay từ lúc mà còn thủa rất là sơ khai như vậy. Và qua thời gian thì cái đội nghệ nhân của PNJ được gọi là mạnh nhất thị trường. Và một đặc điểm nữa, khi mà Tuấn có nghiên cứu về việc để đào tạo ra một nghệ nhân thì nó tốn rất nhiều công sức, nó tốn đến khoảng 10 năm, và cái nghề này là một nghề nó cũng một là nó cũng độc hại, và hai nữa là nó rất cần cái sự tỉ mỉ và chăm chỉ thì mới tạo ra được một nghệ nhân. Tuấn có đi tìm hiểu nghệ nhân vàng, khu mà nghệ nhân được đào tạo tại Hà Nội ấy, thì hầu hết ngoài Hà Nội này là vẫn là các nghệ nhân từ ngày xưa, và họ vẫn làm những cái phương tiện rất là thủ công. Đồng thời với đó thì những người đó đều làm nhỏ lẻ, và họ làm nhỏ lẻ và con cháu họ cũng không đi theo nghề đó. Đấy là đa số nhé,
đa số là không đi theo nghề. Chính vì vậy mà cái lượng nghệ nhân ở ở ngoài Hà Nội này dần dần đang bị mai một. Ngược lại thì P&J đã có chương trình đào tạo thợ kim hoàn từ khi còn rất là sớm, và cái lợi thế lớn nhất của P&J nó không phải đến từ công nghệ mà đến chính đến từ cái những con người mà có cái khả năng chế tác vàng cực kỳ cao đó. Thì đây là một cái lợi thế mà Tuấn đánh giá rằng là nó vượt trội hơn so với tất cả công ty khác, đặc biệt là cái văn hóa đào tạo. Ok, thứ hai nữa là P&J là làm trong ngành vàng và ngành này có cái rào cản tác nhập ngành rất là cao. Thứ nhất là về cái đối thủ cạnh tranh mới là cực kỳ hiếm. Rồi khi mà mua hay bán vàng là một cái hoạt động mà yêu cầu nhà nước yêu cầu phải được cấp phép đó. Thế nên thành ra là để có một cái doanh nghiệp nữ trang mới từ nước ngoài vào Việt Nam là việc rất là khó khăn. Đó là một. Thứ hai nữa là khi mà làm kinh doanh vàng hay là sản xuất vàng thì cũng phải xin giấy phép của nhà nước đó. Thì đó chính là hai cái mà rất là khó để gia nhập ngành. Rồi thứ ba nữa là cái về cái yêu cầu tiêu chuẩn vàng theo độ tuổi vàng ấy, ví dụ vàng 75 carat chẳng hạn đó, thì cái độ sai số của nhà nước cho phép chỉ là 0,1 đến 0,3%. Ngày xưa các cửa hàng nhỏ lẻ họ luôn luôn rất nhiều nhiều cửa hàng làm gian dối để họ thu được cái biên lợi nhuận tốt hơn. Ví dụ tuổi vàng là 75 carat thì họ có thể giảm cái tỷ lệ đấy xuống đó. Thì chính vì vậy mà khi cái thông tư 22 này ra đời khiến cho các doanh nghiệp bán lẻ vàng nhỏ lẻ họ sẽ bị biên lợi nhuận giảm và dần dần họ sẽ phải out vào thị trường. Và ngược lại thì những doanh nghiệp mà làm ăn bài bản lớn, có lượng nghệ nhân lớn như P&J sẽ dần dần sẽ chiếm được cái miếng bánh mà nhỏ lẻ đó để lại đó. Rồi cái lợi thế thứ ba của họ, của P&J, đó là cái hệ thống rộng khắp. Họ có 340 cửa hàng trên toàn quốc tính đến cuối tháng 4 2021, và tính vừa đây Tuấn cập nhật thì đâu đó khoảng 341 cửa hàng. Thì số lượng cửa hàng của họ thì đa phần là cửa hàng về vàng, và những cửa hàng về P&J cũng cố gắng đa dạng sang cả bạc nữa, nhưng về cơ bản thì cái biên lợi nhuận, tức là cái phần lợi nhuận lớn nhất đóng góp vẫn chỉ là đến từ vàng. Và cái lượng cửa hàng của P&J ấy, nó vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh như kiểu Doji này, Bảo Tín Minh Châu này, rồi SGC đó. Doji là một đối thủ khá là lớn, họ cũng chỉ khoảng 200 cửa hàng thôi, trong cái đó của P&J đã là 340 cửa hàng rồi, và họ vẫn đang tiếp tục nâng rộng cái số lượng cửa hàng mình lên. Theo cập nhật thì Tuấn tin rằng là đến 2022 P&J có thể nâng cái số lượng cửa hàng của mình dự đoán sẽ lên khoảng 500 cửa hàng đó. Rồi một cái điểm nữa là cái tập khách hàng trung thành. Thì ở đây Tuấn có nói đến cái sự cảm xúc và tiền bạc. Thì thông thường một cái mặt hàng bán mà đem lại được cho khách hàng một trong ba thứ thì sẽ được định giá rất là cao. Một là cảm xúc, hai là tiền bạc, và ba sẽ là sức khỏe đó. Thì đối với những doanh nghiệp như kiểu Thế Giới Động thì khi mà họ đẩy mạnh sang bán, hay là Masan Midlife, khi họ đẩy mạnh sang những bán hàng tạp hóa hay là Midlife, Masan Midlife với mảng thịt lợn, thì họ luôn luôn đề cao ý rằng là hàng của tôi đem lại sức khỏe rất là tốt, đạt tiêu chuẩn Việt Gap chẳng hạn đấy, hoặc tiêu chuẩn Global Gap. Thì đó là đem lại sức khỏe, thì khi đó cái định giá của mặt hàng họ sẽ ở mức cao hơn rất là nhiều. Còn trong trường hợp của P&J, họ đem lại gì? Họ đem lại cảm xúc, tức là cái đeo cái vàng này rất là đẹp. Nhưng ngược lại họ sẽ giữ chân được khách hàng nhờ việc mà tiền bạc. Tức là Tuấn có một người bạn, chị ấy rất là thích nữ trang vàng, và khi mà chị ấy đeo cái đấy rồi thì sau khoảng 2 năm sau thì cái vàng ấy bắt đầu cũ, thì chị lại mang cái vàng ấy đi bán. Tức là chị sẽ quay vòng liên tục thế, và khi chị bán thì rõ ràng giá vàng qua thời gian, qua khoảng 2 năm thì giá vàng lại tăng đó. Thế chị rõ ràng là mua thì một giá, mà khi bán thì chị vẫn được bán ở cái giá cũ như thế, tức là chơi vàng khoảng 2 năm mà bán vẫn giá như vậy. Và rồi nếu như mà chị ý mua vàng ở P&J mà họ chị lại mang cái vàng đấy bán ở một công ty khác như kiểu Bảo Tín Minh Châu chẳng hạn, thì cái giá vàng nó bị đao rất nhiều. Bởi vì thông thường các cửa hàng vàng là họ sẽ sẵn sàng mua lại vàng của chính mình với giá cao hơn so với cửa hàng vàng khác đó. Thì đấy chính là một cái đặc điểm mà của P&J giữ chân được khách hàng. Theo một cái báo cáo của tổ chức nước ngoài thì chi phí tìm một khách hàng mới đắt phải gấp 3 lần thôi chi phí phục vụ một khách hàng cũ đó. Thì đây chính là một lợi thế rất đặc biệt của P&J. Nếu như chúng ta nhìn các doanh nghiệp khác như Thế Giới Động chẳng hạn, tức là một cái chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay, thì một cửa hàng của họ như kiểu Di Động chẳng hạn, thì họ mất khoảng bao nhiêu năm? Mất khoảng 3 đến 4 năm để cho khách hàng quay trở lại mua lại sản phẩm của họ.
Nhưng mà họ lại thế giới động lại không không đem lại được cái tiền bạc, tức là không giữ chân được khách hàng. Ví dụ như P&J là khách hàng quay lại thì anh sẽ được bán giá cao hơn, nhưng thế giới động không làm được điều đó. Đó, mà cái vòng quay thời gian của sản phẩm thế giới động khá là dài. Ví dụ như mà một cái chiếc điều hòa chẳng hạn, hay một chiếc máy giặt chẳng hạn, thì có thể mất đến 10 năm. Thì đấy là một lợi thế Tuấn nghĩ rằng là cực kỳ lớn của P&J, và chính điều đó sẽ khiến cho P&J sẽ được định giá cao hơn so với cả những cái công ty bán lẻ khác trên thị trường. Rồi, thứ hai nữa chúng ta sẽ nói về cái tiềm năng tăng trưởng. Thì thứ nhất là khách hàng của P&J là khách hàng thuộc dạng cao cấp và ít chịu ảnh hưởng của kinh tế, đúng không ạ? Vì họ đều là những người mà chơi nữ trang vàng, tức là những cái vật dụng bắt đầu ở mức trung và cao cấp, cận cao cấp rồi. Đó. Rồi, thứ hai nữa là quy mô của P&J họ cũng đang phát triển mở rộng lên. Vừa rồi thì họ có khánh thành một cái nhà máy mới và nâng cái tổng công suất của họ lên khoảng đâu đó khoảng 25-30%. Đó. Rồi, thứ ba nữa là họ giảm chi phí bằng cách nâng cao các công nghệ. Như vừa rồi họ có phát triển hệ thống ERP này, hay là những hệ thống mà digital marketing để làm sao đến hướng đến đúng khách hàng mục tiêu, và họ sẽ giảm được chi phí tồn kho. Thì đấy là những cái mà tiết kiệm của họ. Rồi, và cuối cùng là họ sẽ luôn luôn cố gắng mở rộng tập khách hàng. Thì đây, chúng ta nhìn thấy rằng là thương hiệu của P&J có rất nhiều thứ, đúng không ạ? Từ P&J Gold này là tập khách hàng họ là 35-55 tuổi, P&J Silver là dành cho những tập khách hàng mà độ tuổi trẻ, rồi Cao dành cho tập khách hàng rất là cao cấp, rồi P&J Art, Watch, rồi P&J Style, rất là nhiều cái mặt hàng. Và họ vừa rồi họ đã nâng cái quy mô sản xuất để đáp ứng cái nhu cầu thị trường, khi mà cái năng lực sản xuất của họ đâu đó khoảng 4 triệu sản phẩm và gấp 4 lần so với cả SJC cộng Doji cộng lại, đúng không ạ? Thứ hai nữa là vừa rồi họ thêm một cái nhà máy thứ hai tại Long Hậu, Long An, và nếu như họ sản xuất tối đa cái công suất ấy, thì năng lực sản xuất họ lên được khoảng 6 triệu sản phẩm một năm, và họ thuộc top 10 nhà máy có công suất lớn nhất châu Á. Đó, thì đấy là những cái đặc điểm rất là lớn của P&J. Và P&J có thể mở rộng tiếp tục ở các khu vực miền Bắc, đúng không ạ? Rồi miền Trung, đó là khi mấy độ hiện diện của P&J còn khá là ít. Rồi, thứ hai nữa là họ năm vừa rồi, năm 2019-2020, họ thực hiện rất là tốt cái việc mà F5 Refresh. Mục tiêu của họ là giảm được chi phí qua nâng cao công nghệ. Thì đầu tiên là họ đã đưa cái hệ thống ERP đi vào hoạt động, giúp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và quản trị hàng tồn kho tốt hơn. Hàng của họ sẽ đến được đúng đối tượng mục tiêu, và chính vì vậy họ sẽ không bị dính hàng tồn kho quá nhiều, và không bị dính hàng tồn kho thì rõ ràng là chi phí sẽ được giảm xuống. Và 2020 thì P&J cũng go live rất là nhiều quy trình để online và hoạt động hiệu quả hơn. Thì đấy là những cái mà cải tiến của họ rất là nhiều trong năm qua. Rồi một cái nữa là họ luôn luôn cố gắng để mở rộng tập khách hàng của mình qua, ví dụ gần đây nhất là họ kết hợp với cả Pandora. Tập khách hàng của Pandora là từ 25-35 tuổi, còn tập khách hàng của P&J là từ 35-55 tuổi. Thì cái việc mà họ thử nghiệm đối với cả mặt hàng Pandora thì họ sẽ thử mở rộng cái tập khách hàng của họ lên. Và Tuấn tin rằng khi nếu như Pandora được rất là thành công thì họ hoàn toàn thể phát triển cái mảng thiết kế để đạt được cái mở rộng cái tập khách hàng mình có thể kéo dài từ 25-55 tuổi, như thay vì chỉ 35-55 tuổi như hiện tại. Đó. Rồi đó là mình đã đi qua hai cái. Một đó là lợi thế cạnh tranh, hai là những cái văn hóa họ đã làm những năm qua để phát triển công ty. Và thứ ba chúng ta sẽ đến đây là câu chuyện tăng giá của năm 2021 và 2022. Thì thứ nhất là mặc dù giá vàng không có tác động nhiều đến tình hình kinh doanh của P&J, nhưng nó cũng có một phần nào đó rất là nhẹ thôi. Trong tháng 5 2021 vừa rồi thì Tuấn có kiểm tra lại, có theo dõi là cái quỹ vàng lớn nhất thế giới là FPDR, họ bắt đầu mua dòng trở lại. Đó. Rồi mà hàng tồn kho của P&J thì được làm bằng vàng, nên thành ra là cái giá vàng họ cũng sẽ được tăng lên một chút. Điều này sẽ là dù sao nó vẫn tốt hơn so với cả những cái chuỗi di động khác, chuỗi bán lẻ khác như kiểu thế giới động chẳng hạn, thì cái hàng của họ sẽ bị giảm giá dần theo thời gian, nhưng P&J là hàng của họ sẽ được tăng giá dần theo thời gian. Đó là một cái cũng lợi thế Tuấn nghĩ khá là ok. Rồi P&J cũng đưa rất là nhiều cái công nghệ hiện đại vào sản xuất để giảm chi phí. Cái tỷ lệ mà hao hụt vàng của họ ấy cũng là thuộc dạng thấp nhất thị trường. Thì đó là những cái lợi thế rất là lớn của P&J. Và kết quả kinh doanh trong 4 tháng vừa qua của họ khá là ấn tượng, với việc lợi nhuận là họ trong 4 tháng lợi nhuận tăng trưởng khoảng 95%.
Mặc dù là năm ngoái cũng là năm mà có dịch Covid và có đâu đó cái sự yếu đi của thị trường. Tuy vậy thì họ đã phục hồi rất là mạnh mẽ. Và kết quả phục hồi mạnh mẽ này thì được cho rằng là do nhu cầu trang sức thì bắt đầu quay trở lại rất là mạnh này. Thứ hai nữa là P&J cũng tăng được thị phần do các cửa hàng nhỏ lẻ đóng cửa. Đó là hai thứ mà chúng ta nhìn thấy là P&J đang tăng trưởng trở lại. Thế thì giai đoạn 2021-2022 thì Tuấn có đánh giá rằng là lợi nhuận của 2021 có thể đạt được khoảng là 1.385 tỷ, đúng không ạ? 2022 có thể đạt được là khoảng 1.741 tỷ. Và tại mức giá 100.000, hôm nay thì có lẽ P&J sẽ đóng cửa khoảng 97.000. Tuy vậy Tuấn đang làm slide ở góc độ 100.000. Thì PE của năm 2021 đang ở khoảng 16 lần và PE của 2022 đâu đó chỉ khoảng 13 lần mà thôi. Đó, và cái mục tiêu giá của công ty này đâu đó khoảng 20 lần, bởi vì như Tuấn vừa nói đó là họ có lợi thế cạnh tranh này, họ có cái văn hóa rất là năng động này, và tập khách hàng của họ rất là trung thành, nên cái định giá của họ sẽ được định giá cao hơn các chuỗi các công ty bán lẻ khác. Và như vậy thì cái mục tiêu, cái định giá mục tiêu của công ty này 2021 đâu đó khoảng 121.000, tức là tăng giá khoảng 20% so với giá 100k. Rồi 2022 mục tiêu sẽ là 152.000, định giá tăng là 52% so với giá 100k đóng cửa ngày hôm qua, hôm nay. Sau đây thì tôi sẽ xin mời anh Linh sẽ chia sẻ tiếp về cái góc nhìn kỹ thuật để xem là cái điểm mua, điểm bán như nào cho hợp lý. Xin mời anh Linh ạ. Anh Tuấn có chia sẻ với chúng ta cái câu chuyện về P&J trong cái thời gian tới. Thì tiếp theo để mà xem hiện tại thị trường đang đánh giá cổ phiếu P&J như thế nào và chúng ta có cơ hội giao dịch trong ngắn hạn đối với cổ phiếu này hay không. Thì trước tiên chúng ta xem qua đồ thị phân tích kỹ thuật của cổ phiếu P&J. Thì cổ phiếu này cũng giống thị trường khi mà đã tạo đáy thành công từ tháng 3 và đi lên sau khi thị trường Việt Nam tạo đáy sau cái dịch Covid 2019. Thì kể từ thời điểm tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì P&J đã thiết lập được một cái xu hướng tăng giá và cổ phiếu đã chính thức vượt đỉnh lịch sử của cổ phiếu tại vùng giá quanh 9798. Hiện tại cổ phiếu đang quay trở lại retest lại cái vùng đỉnh lịch sử mà cổ phiếu đã vượt qua trước đó. Chúng ta nhìn qua một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng cái xung lực tăng giá của P&J thời gian vừa rồi nó cũng khá là thấp, khi mà cái đường biến động giá, là cái độ dốc của đường biến động giá này nó khá là không dốc quá cao, chứng tỏ rằng là cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong thời gian vừa rồi nó không quá mạnh. Tuy nhiên thì nhìn vào những cái phiên biến động tăng giá của cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng khối lượng giao dịch, đây quý vị nhà đầu tư có thể thấy khối lượng giao dịch tại những cái phiên giao dịch tăng giá của cổ phiếu này, khối lượng đều rất lớn và cao hơn rất nhiều so với những phiên cổ phiếu P&J điều chỉnh ở những phiên giảm điểm. Thì đây chính là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là có cái dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào cổ phiếu này trong cái giai đoạn từ khoảng tháng 4 năm 2021 đến thời điểm hiện tại. Và trong quá trình từ đi lên thì P&J đã có hai nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh thứ nhất là cổ phiếu đã điều chỉnh quanh vùng tầm 9798 và điều chỉnh lại về vùng 94 và tiếp tục đi lên. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng cái khối lượng giao dịch tại cái vùng điều chỉnh quanh 94, khối lượng giao dịch cũng rất thấp. Điều này cho thấy rằng cái vùng giá tiềm năng mà chúng ta có thể cân nhắc mua vào nếu cổ phiếu này tiếp tục điều chỉnh theo thị trường chung trong một vài phiên tới là vùng giá quanh vùng giá 94 đến 95 này sẽ là một vùng giá mà khá tốt để có thể quan sát cái diễn biến giá, cái hành động giá của cổ phiếu tại cái vùng hỗ trợ này, xem cái sự tranh chấp giữa bên mua bên bán diễn ra vùng này và chúng ta chờ một cái sự xác nhận bên mua tiếp diễn xuống tăng thì chúng ta sẽ vào mua tại vùng giá này. Sau đó đây là một cái vùng giá mà quý nhà đầu tư có thể quan sát và theo dõi cái diễn biến giá để mình có thể mua vào cho mục tiêu ngắn hạn. Và cái kỳ vọng giá cho P&J trong ngắn hạn đâu đó nó sẽ nằm ở vùng giá 115 cho đến 120. Và nếu mà chúng ta sai thì chúng ta có thể
cắt ở đâu đó quanh vùng giá 90 cắt lỗ, thì đó là một cái cơ hội giao dịch ngắn hạn cho cổ phiếu PNG. Tiếp theo thì anh Tuấn sẽ điểm lại những cái tin chính về cổ phiếu PNG mà vừa trao đổi trên. Xin mời anh Tuấn ạ. Ok, như vậy Tuấn xin tổng kết lại câu chuyện của PNG ngày hôm nay. Đó là một là họ có lợi thế cạnh tranh khá là lớn khi mà thương hiệu của họ rất là mạnh, họ có năng lực sản xuất vượt trội mạnh, khá là mạnh, được đánh giá là khá là mạnh trong khu vực châu Á. Cái rào cản gia nhập của ngành cũng rất là cao khi mà chính sách của chính phủ khiến cho việc mở rộng và xây dựng một cái nhà máy mới hay là phân phối nữ trang tại Việt Nam ở rất là khó. Cái hệ thống của họ cũng rất là rộng khắp, với cái quy mô của họ vượt trội hơn rất nhiều so với cả các cửa hàng, các chuỗi bán lẻ nữ trang khác ở trong Việt Nam. Rồi tập khách hàng của họ cũng khá là trung thành. Rồi thứ ba nữa là cái văn hóa của họ khá là năng động để họ ngày càng mở rộng cái hào thế lợi thế cạnh tranh của mình. Đó là họ luôn luôn cố gắng tìm cách để mở rộng tập khách hàng và luôn luôn ra những cái mẫu mã mới. Họ luôn luôn hướng đến mở rộng, áp dụng thêm công nghệ và giảm thiểu chi phí. Và định giá của công ty này thì theo quan điểm của Tuấn đó là khoảng PE khoảng 20 lần. Và như vậy thì năm 2021 cái mục tiêu định giá đâu đó khoảng là 121.000 và 2022 định giá khoảng 152.000. Về theo tiêu chí kỹ thuật thì anh Linh cũng đã nói đến ở đây rồi. Đó là anh có đề xuất cái vùng mua là từ khoảng 95 đến 97.000 đúng không ạ? Và cho cái giá mục tiêu khoảng 115 đến 120.000 trong ngắn hạn. Và trong trường hợp mà cắt lỗ thì anh Linh cũng đề cập rằng là trong trường hợp mà giá cổ phiếu xuống dưới 90 thì lúc đó là có thể cắt lỗ và chúng ta sẽ chờ đợi một cơ hội khác. Thì đấy là quan điểm của cơ bản và kỹ thuật trong cái buổi tư điểm đầu tư ngày hôm nay. Và để lời cuối thì Tuấn có chia sẻ lại quý vị anh chị một cái hình, đó chính là cái hình biểu đồ bên tay trái này của Tuấn đây. Đó là cái giá trị thực của doanh nghiệp, quan trọng nhất là chúng ta phải khi mà chúng ta đầu tư ấy, là giá trị thực phải tăng dần theo thời gian, và chúng ta sẽ không nên lựa chọn những doanh nghiệp mà giá trị thực nó không tăng thời gian nó đi hoặc là giảm đó. Thì trong trường hợp mà giả sử nếu như ta mua PNG mà bị đắt hơn một chút thì chỉ qua khoảng 1 năm 2 năm thì giá cổ phiếu sẽ vọt lên qua cái giá trị, nó sẽ vượt qua rất là nhiều mức giá chúng ta đã mua. Thì đó là cái quan điểm của Tuấn khi chúng ta đầu tư. Và nếu quý vị anh chị có câu hỏi gì có thể chat với Tuấn qua Facebook Tuấn Hoàng 3P trong cái mã QR code vừa nãy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị đầu tư trong chương trình tiếp theo.